Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 của anh Nữ Jin. Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi giải các bài tập của bài Review 3, Fun Skills. Đối với phần này, chúng ta sẽ được luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về ba chủ đề mà chúng ta đã học, đó là bảo vệ môi trường, mua sắm và thiên tai. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào hoạt động đầu tiên. Read the passage and take true or false. Chúng ta sẽ đi đọc một đoạn văn và sau đó chúng ta sẽ xem các nhận định sau là nhận định đúng hay sai so với các thông tin ở trong đoạn văn đó. Đoạn văn bản này nói về landslides, sạt lở đất, và cho chúng ta biết khi gặp phải sạt lở đất thì chúng ta sẽ làm gì. Bây giờ thì cô sẽ cùng đọc và dịch nghĩa của bài đọc này nhé. Landslides are the mass movement of rocks or earth down a slope. Landslides occur more frequently in some mountainous areas. Sạt lở đất thì là một sự chuyển động lớn của đá và đất xuống một cái dốc này. Sạt lở đất thì thường xảy ra thường xuyên hơn ở các vùng núi. They may come suddenly after a storm or heavy rain. Chúng sẽ xảy ra một cách đột ngột sau một cơn bão hoặc là một cơn mưa lớn. When you hear a warning about landslide in your area, you should do the following. Khi mà bạn nghe thấy cảnh báo về vùng một vụ sạt lở đất ở vùng của bạn, thì bạn cần phải làm những việc sau. Follow the instructions about emergency information given by authorities. Theo dõi chỉ dẫn về những thông tin khẩn cấp được cung cấp bởi chính quyền địa phương. Go to a public shelter if you feel it is unsafe to remain in your home. Đi đến nơi trú ẩn công cộng nếu bạn thấy không an toàn khi ở trong nhà của mình. Listen to unusual sounds such as trees cracking or rocks knocking together. Hãy lắng nghe những âm thanh lạ như cây thì nứt này hoặc là đá va vào nhau. Stay away from the slide area. There may be a danger of additional slides. Và chúng ta hãy tránh xa khu vực sạt lở. Có thể có thêm những sự nguy hiểm từ khu vực sạt lở khác. Watch for flooding, which may occur after a landslide. Và chúng ta cũng cần phải cẩn thận về lũ, thứ mà sẽ xảy ra sau một trận sạt lở đất. Stay cautious after the storm. Don't do the cleanup until the storm is over. Và chúng ta cũng cần cẩn thận sau cơn bão. Không nên dọn dẹp cho đến khi cơn bão đã qua đi. Bây giờ thì dựa vào thông tin của bài đọc vừa rồi, chúng ta sẽ cùng xem những nhận định dưới đây là đúng hay sai nhé. Number 1. Landslides hardly ever occur in mountainous areas. Sạt lở đất thì hiếm khi xảy ra ở khu vực núi. Tuy nhiên khi đọc trong bài chúng ta thấy có thông tin đó là landslides occur more frequently in some mountainous areas. Trạng từ hardly trái nghĩa với frequently. Vậy nên đây là một thông tin sai. Thông tin này thì cho chúng ta biết là sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở vùng núi chứ không phải là hiếm khi, đúng không? Vì vậy đây là một câu false. Number 2. You should follow the instructions about landslide emergencies. Bạn cần phải tuân thủ những chỉ dẫn về thông tin khẩn cấp. Ở trong bài thì chúng ta có follow the instructions about emergency information given by authorities. Và câu này thì cũng cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm theo hướng dẫn về thông tin khẩn cấp đưa ra bởi chính quyền, đúng không? Vì vậy, đây là một nhận định đúng, true. Number 3. Avoid going to public shelters as they are unsafe. Câu này thì có nghĩa là tránh đi tới những nơi trú ẩn công cộng vì nó không được an toàn. Tuy nhiên ở trong bài đọc thì ta lại có thông tin đó là go to a public shelter if you feel it's unsafe to remain in your home. Việc không an toàn ở đây thì là chúng ta cảm thấy không an toàn ở trong nhà nên chúng ta sẽ nên đi tới nơi trú ẩn công cộng. Vậy câu 3 là một câu false. Number 4. Landslides may occur one after another. Sạt lở đất thì sẽ xảy ra liên tiếp. Và chúng ta có một thông tin đó là stay away from slide area. There may be a danger of additional slides.
nên tránh khỏi khu vực sạt lở đất bởi vì có thể có những sạt lở đất tiếp theo. Vì vậy, đây là một câu nhận định đúng. And number 5, you should stay cautious until the storm is over. Bạn cần phải cẩn thận cho đến khi cơn bão qua đi. Và chúng ta có thông tin đó là stay cautious after the storm. Và thông tin này thì cho chúng ta biết là nên đề phòng sau cơn bão. Vì vậy, câu 5 là một nhận định đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần speaking. Đối với hoạt động speaking, chúng ta sẽ work in pairs, làm việc theo cặp. Take turns to ask your classmate the following question. Và sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt hỏi các bạn cùng lớp của mình với những câu hỏi sau. Do you face any following disasters where you live? Bạn có phải đối mặt với bất kỳ thiên tai nào ở nơi mà bạn sinh sống không? Và ở đây thì người ta sẽ đưa ra cho các em những thiên tai, đó là volcanic eruptions, phun trào núi lửa này, droughts, hạn hán này, storms, bão này, earthquakes, động đất này, floods, lũ lụt này, và landslides, sạt lở đất. Và sau đó thì chúng ta sẽ nói về những hậu họa mà những thiên tai này gây ra. Bây giờ thì cô sẽ gợi ý cho các em cách để trả lời về storms, bão, và đây cũng là một thiên tai thường xuyên xảy ra ở nước ta. Và khi một cơn bão xảy ra thì sẽ có những hậu họa như sau. Damage to agriculture. Đầu tiên là những thiệt hại về nông nghiệp này. Vietnam's economy heavily relies on agriculture, and storms can have devastating effect on crops, livestock, and fisheries. Nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu dựa vào nông nghiệp, và bão thì có thể tàn phá cây trồng, vật nuôi và thủy sản. High winds can uproot trees, destroy crops, and disrupt fishing activities, resulting in significant economic losses and food security concerns. Gió mạnh thì có thể gây bật gốc cây này, phá hủy mùa màng và làm gián đoạn hoạt động đánh bắt cá, dẫn đến thiệt hại đáng kể về nền kinh tế và lo ngại về việc đảm bảo lương thực. Tiếp theo, đó là displacement and loss of life. Di rời và thiệt hại về người. Storms can force people to evacuate their homes due to flooding or the threat of landslides. Bão thì có thể buộc người dân phải sơ tán khỏi nhà do lũ lụt hoặc có nguy cơ lở đất. This displacement can lead to the loss of personal belongings, disruption of livelihood, and temporary or long-term displacement. Việc di rời này có thể dẫn đến mất tài sản cá nhân, gián đoạn kế sinh nhai và phải di rời tạm thời hoặc lâu dài. Unfortunately, storms also pose a risk to human life, causing fatalities and injuries. Thật không may thì bão cũng gây nguy hiểm đến tính mạng con người, gây tử vong và thương tích. And lastly, infrastructure damage. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Strong winds, heavy rain and storm surges can damage buildings, roads and other infrastructure, including schools, hospitals, and government facilities. Gió mạnh, mưa lớn và nước dâng do bão có thể làm hư hại các tòa nhà, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác, bao gồm trường học, bệnh viện và các cơ sở chính phủ. Rebuilding and repairing damaged infrastructure can be costly and time-consuming. Việc xây dựng lại và sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng có thể tốn kém và mất thời gian. Và trên đây là gợi ý của cô khi các em muốn nói về thiệt hại của một thiên tai. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần listening, nghe. Với hoạt động này thì chúng ta sẽ được nghe một đoạn audio và điền vào chỗ trống với các từ thích hợp. Và lưu ý là các từ này sẽ không vượt quá 2 từ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe đoạn audio nhé. Review 3, page 103, skills, listening. Activity 3. Listen to the passage and fill in each blank with no more than 2 words. Air pollution in big cities comes from several sources. The fuels from vehicles are the main cause of pollution in our cities. The problem starts when vehicles give out bad gases, which create air pollution. These gases can be very dangerous for children,
Although the fuels are becoming cleaner, air quality is still affected as there are more and more cars and motorbikes on the road. Transport is not the only reason why we have air pollution. Factories also release bad gases into the air, and it causes a lot of air pollution. Less pollution today comes from coal than in the past. However, air pollution remains a serious problem around the world because bad gases are being released into the air from other sources, such as cooking, household wastes, and fires. Và đó cũng chính là nội dung của đoạn audio. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành điền vào các câu. Câu 1 này. The exhaust fumes from vehicles are the main cause of in our cities. Trong câu trống này thì chúng ta sẽ cần phải điền một danh từ và chúng ta sẽ cần phải tìm ra hậu quả của khí thải từ các phương tiện giao thông. Nhiên liệu từ các phương tiện giao thông là nguyên nhân chính gây ra cái gì đó ở các thành phố. Và đáp án ở đây chính là pollution, gây ra ô nhiễm. Câu 2 này. Bad gases can be very for children. Ở đây sau B thì chúng ta sẽ cần phải điền một tính từ, đó chính là tính chất của khí độc hại này. Ở trong đoạn măng thì có thông tin đó là the problem starts when vehicles give out bad gases which create air pollution. These gases can be very dangerous for children. Thông tin này thì cho biết là vấn đề bắt đầu khi các phương tiện thải ra khí độc hại này và những khí này thì có thể rất nguy hiểm cho trẻ em. Và dangerous chính là từ mà chúng ta cần điền vào chỗ trống. Câu thứ ba này. Transport is not the only reason why we have. Ở đây thì chúng ta cũng cần điền một danh từ mang nghĩa là kết quả hay là hậu quả của giao thông vận tải. Và chúng ta có thể thấy ở trong bài nghe đó là transport is not the only reason why we have air pollution. Và air pollution thì cũng là đáp án trong câu 3. Giao thông vận tải thì không phải là lý do duy nhất gây ra ô nhiễm không khí. Câu thứ tư này. Less pollution today comes from than in the past. Trong ô trống này ta cũng điền một danh từ, nguồn gốc của ô nhiễm đúng không nhỉ? Và trong bài nghe thì chúng ta có một thông tin, đó là less pollution today comes from coal than in the past. Vậy thì ngày nay thì ít ô nhiễm hơn đến từ than đá so với trước đây. Vì vậy đáp án ở đây chính là coal. Và cuối cùng là câu 5 này. Bad gases are being released into the air from. Sau from thì chúng ta cũng cần điền một danh từ, đó là nguồn gốc thải khí độc vào trong không khí. Và ở trong bài nghe thì có thông tin đó là however, air pollution remains a serious problem around the world because bad gases are being released into the air from other sources such as cooking, household wastes and fires. Các khí độc hại thì đang được thải vào không khí từ các nguồn khác như là nấu ăn này, rác thải sinh hoạt này và hỏa hoạn. Vì đáp án yêu cầu điền tối đa hai từ nên đáp án ở đây sẽ là một danh từ chung, đó là other sources, các nguồn khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng writing. Write a paragraph about where your family shops and give reasons for your choice. Bây giờ thì các bạn sẽ viết một đoạn văn khoảng 80 đến 100 chữ về cái nơi mà gia đình bạn thường hay mua sắm và đưa ra lý do cho lựa chọn của bạn. Và gợi ý ở đây thì chúng ta có thể đề cập tới tính tiện lợi của nó này, giá cả này, độ tươi của thực phẩm này, vân vân. Cô sẽ gợi ý cho các bạn bài tập này như sau. My family usually shops at a local supermarket for our grocery needs. We prefer this store due to its convenience, affordable prices, and the freshness of food it offers. The supermarket is conveniently located near our home, making it easily accessible for regular shopping trips. Moreover, it provides a wide range of products, including fresh produce, meat, and household items, all under one roof. The competitive prices and frequent promotions make it cost-effective for our budget. Additionally, we appreciate the store's emphasis on maintaining the quality and freshness of its food, ensuring that we get reliable and nutritious products for our family. Gia đình tôi thì thường mua sắm ở siêu thị địa phương để đáp ứng nhu cầu tạp hóa. Chúng tôi thích cửa hàng này vì sự tiện lợi
giá cả phải chăng và thực phẩm tươi ngon mà nó cung cấp. Siêu thị thì nằm ở vị trí tiện lợi gần nhà chúng tôi và giúp chúng tôi có thể dễ dàng đi đến. Hơn nữa, nó cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm thực sản phẩm tươi sống, thịt và đồ gia dụng, tất cả đều dưới một mái nhà. Giá cả cạnh tranh và khuyến mãi thường xuyên thì giúp tiết kiệm chi phí cho ngân sách của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi đánh giá cao sự chú trọng của cửa hàng trong việc duy trì chất lượng và độ tươi của thực phẩm, đảm bảo rằng chúng tôi có được những sản phẩm đáng tin cậy và bổ dưỡng cho gia đình mình. Và đó cũng chính là các hoạt động trong bài Review 3 phần Skills. Cô mong rằng qua các hoạt động này, chúng ta có thể luyện tập và thành thạo 4 kỹ năng với các chủ đề mà mình đã học. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên subscribe và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những video giải sách giáo khoa tiếng Anh thú vị và bổ ích của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!